Để lại sau lưng cả cung điện vàng son, những châu báu ngọc ngà, những cung tần mỹ nữ, ta đến với rừng thiêng Yên Tử. Gió trăng ơi, xin hãy đón ta về. Thế giới cũng như là Việt Nam có rất nhiều di sản và di tích. Mỗi di sản, di tích đều hàm chứa những cái nội dung riêng của nó. Nhưng mà cái di tích của Yên Tử thì nó rất đặc thù. Đó là có một vị vua anh minh. Vị vua ấy là đồng nghĩa với là một vị anh hùng dân tộc. Tuổi 35 tuổi, ngài đã nhường ngôi hoàng đế cho con trai và về Yên Tử tu. Yên Tử là một thắng cảnh nổi tiếng với nhiều chùa, am, tháp nằm ẩn mình trong rừng cây cổ thụ lâu đời, kéo dài từ Dốc Đỏ lên đến núi Yên Tử, thuộc xã Thượng Yên Công, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Yên Tử được biết đến là trung tâm Phật giáo của nước Đại Việt thuở trước, nơi phát tích của thiền phái Trúc Lâm, một thiền phái Phật giáo của người Việt. Hàng năm, cứ mỗi độ xuân về, Yên Tử lại trở thành điểm hẹn dừng chân của những người dân đất Việt trong chuyến hành hương đi lễ Phật. Và trong một ngày đầu xuân, đoàn làm phim Khám Phá lại có dịp ghé thăm Yên Tử để tường tận hơn nhiều điều đã biết và khám phá những điều chưa biết nơi đây. Chuyện kể ngày xưa, động chùa rộng, quả núi trong hình giống kỳ lân, đài sen hoa nở, vua lên ngự, tỏa sáng hào quang, bạch thiên vân. Không kế hoạch định trước, không lộ trình vạch sẵn, khi vừa đặt chân tới quần thể danh thắng Yên Tử, đoàn làm phim Khám Phá ghé ngay vào chùa Lân. Chùa có tên chữ là Long Động Tự, hay còn được gọi là chùa Động Rồng, và quen thuộc hơn nữa là Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Chùa tọa lạc trên núi mang hình con lân, nên người xưa đặt tên là chùa Lân. Chùa thuộc thôn Nam Mẫu, xã Thượng Yên Công, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Chùa Lân, tức là chùa Trình xưa, là nơi kiểm định chân tâm người vào cảnh Phật. Chuyến ghé thăm chóng vánh, nên đoàn làm phim không kịp khám phá hết những tượng cổ, tháp cổ độc đáo nơi đây. Nhưng tất cả mọi người trong đoàn thực sự thấy ấn tượng với quả cầu được đặt ngay trước sân thiền viện. Quả cầu như ý. Nhóm Phật tử Hà Nội muốn biểu hiện cái lòng biết ơn Phật tổ và các vị đi tìm cái hòn đá để làm sao mà có thể quay như thế này để tìm một nơi đặt ở trên chốn linh thiêng Yên Tử này để biểu trưng cho lòng biết ơn, đồng thời nữa là để chỉ ra là ở nơi mỗi chúng ta có một cái tâm bất sinh bất diệt và các vị đã thực hiện được cái hoài bão của mình và do nhân duyên đó mà quả cầu như ý được hình thành và có mặt ở tại thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Trong nhà Phật thì Đức Phật có dạy rằng là sự xuất hiện của Ngài ở trên thế giới này nhằm mục đích là khai thị ngộ nhập kiến Phật cho chúng sinh. Tức nghe là Ngài xuất hiện trên thế gian này để Ngài chỉ cho chúng ta, mỗi người chúng ta đều có cái bản tâm chân thật, bất sinh, bất diệt. Điều đó tượng trưng cho cái hòn ngọc như ý. Và ở trong thiền môn thì lấy cái mục đích tối hậu của hành giả học đạo thập thiền là nhận được ở nơi mình có một bổn tâm bất sinh, bất diệt. Điều đó cũng biểu trưng cho hòn ngọc như ý. Sau khi cái quả cầu này được đặt lên đến đây thì báo giác ngộ các vị đó có về đây. Nên các vị có đề nghị rằng là đưa vào cái quy luật và đây là một trong những quy luật của Phật giáo. Theo như thầy được biết thì các vị có giới thiệu rằng là ở Trung Quốc cũng có những cái quả cầu nhưng mà không có quả cầu lớn như mình như ở đây. Và đồng thời nếu quả cầu bên bển thì các vị đã lắp ghép, còn mình đây là nguyên khối. Nguyên khối từ cái khối đá lớn mà bào mòn, đây là cái lõi bên trong. Cũng theo sư thầy Thích Trung Tuệ, việc lựa chọn vị trí đặt quả cầu cũng có một sự trùng hợp hết sức đặc biệt. Khi nhà chùa băn khoăn không biết nên chọn vị trí nào để đặt quả cầu cho hợp lý, các sư thầy đã lập đàn lễ xin Đức Phật báo cho nơi thích hợp để đặt quả cầu. Kỳ lạ thay, sáng hôm sau, một khoảnh trước sân thiền viện đất bị rộp lên. Các sư cho rằng đây là vị trí thích hợp và đã đặt quả cầu ở đó. Có thể đó là một điều kỳ lạ, cũng có thể đó chỉ là một sự ngẫu nhiên.
nhưng câu chuyện về việc được báo vị trí đặt quả cầu càng cuốn hút đoàn làm phim tiếp tục hành trình khám phá non thiêng. Có phải đây là suối Giả Oan, nhà vua Đau Xót lập đàn tràng, cây đa soi bóng hồn trinh nữ, ngân hà Ô Thước dặm Quan Sang? Rời thiền viện Trúc Lâm, đoàn làm phim đi sâu vào khu danh thắng Yên Tử và dừng chân ở suối Giả Oan, một trong những địa điểm mà xung quanh nó có nhiều câu chuyện hấp dẫn. Thật may, tới đây, đoàn làm phim đã tìm được những người đồng hành rất nhiệt tình và mến khách. Họ, một là cán bộ quản lý khu di tích danh thắng Yên Tử, một là người dân địa phương đã gắn bó với mảnh đất này gần 30 năm. Các cụ bô não ở làng đây người ta như vậy là kể lại. Thì tức là trước đây cái dòng suối nghe gọi là dòng suối Hổ Khê. Thế sau khi mà các mỹ nữ cung tần của triều đình lên để dụ vua về mà vua không về rồi thì tỏ lòng chung với nhà vua là chẫm mình xuống dòng suối này để tự vẫn. Và còn một số thì ra ngoài làng là lập nghiệp gọi là làng Năm Mẫu và làng Nương làng Mụ là ở ngoài làng Năm Mẫu ngoài kia. Suối Giải Oan vắt ngang trục đường hành hương từ bến xe Giải Oan lên chùa Giải Oan. Tương truyền, suối Giải Oan là ranh giới cuối cùng giữa trần gian và cảnh Phật, nơi gột rửa mọi oan khiên trần thế để siêu thoát về nơi cực lạc. Cây đa cổ thụ này không biết đã mọc ở nơi đây từ bao giờ, nhưng theo truyền thuyết, đây là khí tiết của các cung tần mỹ nữ tụ họp lại để nói với đời sau về tấm lòng trung nghĩa vua tôi. Có một số khách thập phương chỉ cần nhặt những viên sỏi, viên đá ở cái suối này về rồi là xem ra báo lại phải đem đến đây trả là tôi đã được chứng kiến, vì trước là tôi ở đây bán hàng ở cái khu vực Giải Oan này đã lâu rồi, cho nên là tôi đã được chứng kiến những sự việc ấy. Tôi cũng chẳng biết sao nghe, chỉ đến là làm lễ là con xin trả lại cho như vậy đá của suối thì tôi biết thế thôi, tôi cũng chẳng biết làm sao cả. Dòng nước trong vắt uốn lượn chảy róc rách qua những viên đá cuội và sỏi trắng đã nhẵn theo thời gian. Sự tích về các cung tần mỹ nữ chấm mình dưới dòng suối như chảy dài theo năm tháng, và nó đọng lại trong lòng du khách suốt cuộc hành hương mỗi lần đến đây, nhớ lại tích xưa mà ngậm ngùi tưởng niệm. Đường đất Giải Oan vào Hoa Yên, hành lang rừng mở đến cõi tiên, hai bên trúc mọc dày san sát, thấp thoáng xa xa những bóng đền. Nói đến Yên Tử là nói đến một hệ thống chùa và những thắng cảnh trên con đường hành hương từ chân núi lên đỉnh núi cao chót vót. Và trong hệ thống chùa đó, không thể không nhắc tới chùa Hoa Yên, ngôi chùa to nhất và đẹp nhất trong quần thể danh thắng này. Chùa Hoa Yên hay còn gọi là chùa Cả, nằm trên lưng chừng núi ở độ cao hơn 500 mét, được dựng từ đời Lý, tên là Phủ Vân. Tới đời Trần, đổi tên là Vân Yên. Vào đời Lê, vua Lê Thánh Tông ngự du thăm chùa, thấy hoa cỏ xanh tươi mới đặt tên là Hoa Yên. Vì là chùa lớn nhất trong quần thể danh thắng, nên lúc nào chùa Hoa Yên cũng tấp nập khách hành hương lễ bái. Non cao mây trắng bạch vân sơn, kỳ sinh đắc pháp cõi trường tồn, bia pháp trường quan linh vân tử, giận mình hóa đá tọa yên sơn. Nằm ở độ cao hơn 900 mét, trên một vùng đất phẳng và rộng, giữa đường hành hương lên chùa Đồng có pho tượng đá lộ thể. Đó là tượng An Kỳ Sinh, hay còn gọi là Yên Kỳ Sinh. Nét độc đáo của pho tượng này là trông vừa như một khối đá tự nhiên, vừa như có bàn tay con người tạo tác. Sừng sững trên núi cao mây phủ, pho tượng tạo nên một không khí thần tiên cho không gian nơi này. Đây là pho tượng đá nguyên khối lạ kỳ nhất trên non thiêng Yên Tử. Bao năm qua, người ta vẫn đến đây lễ bái, phụng thờ, nhưng chưa ai thực sự hiểu được huyền tích ra đời của pho tượng. Từ thời vua Tần Thủy Hoàng ấy, có ngày là người Han sống
truyền cho tất cả các thầy thuốc đến tìm thuốc trường sinh. Nhưng mà Ngài An Kỳ Sinh là một đạo sĩ rất là giỏi ở đất nước Trung Quốc. Ngài đã biết rằng ở trên núi Yên Tử có rất nhiều cây thuốc quý. Mà Ngài đã đến đất Yên Tử tìm cây thuốc, nhưng không có thuốc trường sinh mà chỉ có con đường tu hành đắc đạo với không có luân hồi, không có chuyển kiếp không. Vậy là Ngài đã lấy thuốc và chữa bệnh cho vua và nhân dân ở đây. Khi được tin vua Tần Hoàng qua đời thì Ngài đau xót, thương vua Tần Hoàng và thương dân chúng chưa biết tu tiên, chưa biết tu để đắc đạo để được trường sinh. Nên là Ngài đau xót và sau một tuần mưa gió thì nhân dân đi không thấy Ngài xuống núi để chữa bệnh cho nhân dân, thì nhân dân đi tìm. Thì từ trong viên đá phát ra linh cảm báo cho nhân dân biết rằng Ngài An Kỳ Sinh đã hóa đá, và nhân dân tôn thờ Ngài đã đặt tên núi này là núi An Tử Sơn. Người tu hành theo đạo Phật hay theo đạo giáo khi đã đắc pháp có tuổi thọ sống ngang trời đất, đi vào cõi vĩnh hằng. Nơi có tượng đá An Kỳ Sinh như là vị trí khởi đầu bước vào ranh giới cõi thiêng liêng nhất trên đỉnh non thiêng Yên Tử. Tham quan danh thắng Yên Tử trong những ngày đầu xuân nên du khách hành hương rất đông. Tuy nhiên, có một điều đoàn làm phim thấy rất lạ là trong khi đường leo núi, đoạn từ tháp 7 tầng đi lên chùa Đồng, đoạn nào cũng dốc, đá núi lởm chởm, thì chỗ đặt tượng thờ An Kỳ Sinh lại bằng phẳng, mặc dù rộng chưa đầy 100 m². Một số người bán hàng ở đây cho biết, chỉ duy nhất ở đoạn này, trên hành trình lên chùa Đồng, không bao giờ xảy ra cảnh chen lấn xô đẩy. Ngày xưa đạo sĩ An Kỳ Sinh tìm đến núi Yên, huyện Đan Ninh, ngang qua mắt ngọc rồng rực sáng, ông nhận ra đây chốn địa linh. Hôm sau xuống núi đến mắt rồng khi thiêng không tỏa cả tinh thông, hoàng kinh trước đứng thành tượng đá của ông chốn thị hồng. Theo những cứ liệu mà đoàn làm phim thu thập được thì đây là một di tích ngoài trời mang tính dân gian, hoặc do môn đệ của Yên Kỳ Sinh lập nên, hoặc do nhân dân tạo dựng để đánh dấu sự có mặt của Yên Kỳ Sinh và môn phái của ông trên đỉnh núi này. Thác bạc nên thơ thật dịu hiền, nước hồ trong vắt nặng xiên xiên, trách dưới cánh rừng tùng xanh biếc, 700 năm trước am dược tiên. Đến Yên Tử, du khách thường hay thăm thú những địa điểm quen thuộc trong lộ trình đi sẵn của mình. Ít ai biết được trong quần thể danh thắng này còn có một hệ thống phế tích ẩn sâu trong những tán rừng già. Ngày thứ hai trong hành trình khám phá non thiêng Yên Tử, đoàn làm phim được anh Bùi Bá Bảy, cán bộ trung tâm quản lý di tích danh thắng dẫn đường đi thăm khu phế tích này. Trước khi đi, anh Bảy còn dặn cả đoàn phải cẩn thận với muỗi rừng vào vắt trong những tán cây rậm rạp, bởi chúng có thể bám vào người và hút máu bất cứ lúc nào. Rồi từ đây ta khám phá thế gian muôn màu, để ta xứng danh những con người của đỉnh cao mới. Ta cuộc sống phát huy đẹp đôi mắt về Việt Nam, khám phá thế gian này rực rỡ, một sóng bay bao la, còn bao điều buồn gì. Là một điều kỳ lạ, cũng có thể đó chỉ là một sự ngẫu nhiên. Nhưng câu chuyện về việc được báo vị trí đặt quả cầu càng cuốn hút đoàn làm phim tiếp tục hành trình khám phá non thiêng. Có phải đây là suối Giả Oan, nhà vua đau xót lập đàn tràng, cây đa soi bóng hồn trinh nữ, ngân hà ô thước dặm quan san. Rời thiền viện Trúc Lâm, đoàn làm phim đi sâu vào khu danh thắng Yên Tử và dừng chân ở suối Giả Oan, một trong những địa điểm mà xung quanh nó có nhiều câu chuyện hấp dẫn. Thật may, tới đây, đoàn làm phim đã tìm được những người đồng hành rất nhiệt tình và mến khách. Họ
một là cán bộ quản lý khu di tích danh thắng Yên Tử, một là người dân địa phương đã gắn bó với mảnh đất này gần 30 năm. Các cụ bô não ở làng đây người ta như vậy là kể nạn. Thì tức là trước đây cái dòng suối nghe gọi là dòng suối Hổ Khê. Thế sau khi mà các mỹ nữ cung tần của triều đình lên để dụ vua về mà vua không về rồi thì tỏ lòng chung với nhà vua là chẫm mình xuống dòng suối này để tự vẫn. Để lại sau lưng cả cung điện vàng son, những châu báu ngọc ngà, những cung tần mỹ nữ, ta đến với rừng thiêng Yên Tử. Gió trăng ơi, xin hãy đón ta về. Thế giới cũng như là Việt Nam có rất nhiều di sản và di tích. Mỗi di sản, di tích đều hàm chứa những cái nội dung riêng của nó. Nhưng mà cái di tích của Yên Tử thì nó rất đặc thù. Đó là có một vị vua. Một vị vua anh minh. Vị vua ấy là đồng nghĩa với là một vị anh hùng dân tộc. Tuổi 35 tuổi, ngài đã nhường ngôi hoàng đế cho con trai và về Yên Tử tu. Yên Tử là một thắng cảnh nổi tiếng với nhiều chùa, am, tháp nằm ẩn mình trong rừng cây cổ thụ lâu đời, kéo dài từ Dốc Đỏ lên đến núi Yên Tử, thuộc xã Thượng Yên Công, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Yên Tử được biết đến là trung tâm Phật giáo của nước Đại Việt thuở trước, nơi phát tích của thiền phái Trúc Lâm, một thiền phái Phật giáo của người Việt. Hàng năm, cứ mỗi độ xuân về, Yên Tử lại trở thành điểm hẹn dừng chân của những người dân đất Việt trong chuyến hành hương đi lễ Phật. Và trong một ngày đầu xuân, đoàn làm phim khám phá lại có dịp ghé thăm Yên Tử để tường tận hơn nhiều điều đã biết và khám phá những điều chưa biết nơi đây. Chuyện kể ngày xưa, động chùa rộng, quả núi trong hình giống kỳ lân, đài sen hoa nở, vua lên ngự, tỏa sáng hào quang, bạch thiên vân. Không kế hoạch định trước, không lộ trình vạch sẵn, khi vừa đặt chân tới quần thể danh thắng Yên Tử, đoàn làm phim khám phá ghé ngay vào chùa Lân. Chùa có tên chữ là Long Động Tự, hay còn được gọi là chùa Động Rồng, và quen thuộc hơn nữa là Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Chùa tọa lạc trên núi mang hình con lân, nên người xưa đặt tên là Chùa Lân. Chùa thuộc thôn Nam Mẫu, xã Thượng Yên Công, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Chùa Lân, tức là chùa Trình xưa, là nơi kiểm định chân tâm người vào cảnh Phật. Chuyến ghé thăm chóng vánh, nên đoàn làm phim không kịp khám phá hết những tượng cổ, tháp cổ độc đáo nơi đây. Nhưng tất cả mọi người trong đoàn thực sự thấy ấn tượng với quả cầu được đặt ngay trước sân thiền viện. Quả cầu như ý. Nhóm Phật tử Hà Nội muốn biểu hiện cái lòng biết ơn Phật tổ và các vị đi tìm cái hòn đá để làm sao mà có thể quay như thế này để tìm một nơi đặt ở trên chốn linh thiêng Yên Tử này để biểu trưng cho lòng biết ơn, đồng thời nữa là để chỉ ra là ở nơi mỗi chúng ta có một cái tâm bất sinh bất diệt và các vị đã thực hiện được cái hoài bão của mình và do nhân duyên đó mà quả cầu như ý được hình thành và có mặt ở tại thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Trong nhà Phật thì Đức Phật có dạy rằng là sự xuất hiện của Ngài ở trên thế giới này nhằm mục đích là khai thị ngộ nhập kiến Phật cho chúng sinh. Tức nghe là Ngài xuất hiện trên thế gian này để Ngài chỉ cho chúng ta, mỗi người chúng ta đều có cái bản tâm chân thật, bất sinh, bất diệt. Điều đó tượng trưng cho cái hòn ngọc như ý.
Và ở trong thiền môn thì lấy cái mục đích tối hậu của hành giả học đạo thập thiền là nhận được ở nơi mình có một bổn tâm bất sinh, bất diệt. Điều đó cũng biểu trưng cho Hoàng Ngọc Như Ý. Sau khi cái quả cầu này được đặt lên đây thì báo giác ngộ các vị đã có về đây. Nên các vị có đề nghị rằng là đưa vào cái quy luật, và đây là một trong những quy luật của Phật giáo. Theo như thầy được biết thì các vị có giới thiệu rằng là ở Trung Quốc cũng có những cái quả cầu, nhưng mà không có quả cầu lớn như mình dưới đây. Và đồng thời nếu quả cầu bên bển thì các vị đã lắp ghép, còn mình đây là nguyên khối. Nguyên khối từ cái khối đá lớn mà bào mòn, đây là cái lỗi bên trong. Cũng theo sư thầy Thích Trung Tuệ, việc lựa chọn vị trí đặt quả cầu cũng có một sự trùng hợp hết sức đặc biệt. Khi nhà chùa băn khoăn không biết nên chọn vị trí nào để đặt quả cầu cho hợp lý, các sư thầy đã lập đàn lễ xin Đức Phật báo cho nơi thích hợp để đặt quả cầu. Kỳ lạ thay, sáng hôm sau, một khoảnh trước sân thiền viện, đất bị dột lên. Các sư cho rằng đây là vị trí thích hợp và đã đặt quả cầu ở đó. Có thể đó